Vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh của cô gái đang ngồi trên giường như này cả ngày nhà đó xem ra bức tranh của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh bức tranh của mình. Hôm nay cả nhà mình tô bức tranh đấy là một cô gái đang ôm người và cô ấy suy nghĩ gì như này nhé. Và vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh một chiếc đốm lửa nhỏ như này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong các video tô tranh tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.